Ui. Ê. Đứng ở trong kia. Toàn hàng to luôn. Hai con. Anh em ơi, hôm nay thì được hai phát rồi, hai con to luôn rồi. Con mồi hôm nay chơi hay quá. Ok không anh em? Đẹp đúng không? Trời luôn, này hai con rồi. Bốn con này quá oách luôn. Con này thì nhỏ nhất trong số 4 con đấy, nhưng mà 4 con toàn con cũng rạch tầm trên cân hết rồi, phê quá. Nhấp 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 mà mày chết ngay. Con này như này rồi. Ôi anh em ơi, sau mưa trời đẹp quá, xanh ngắt luôn. Đi câu đang phê pha đây được 4 con rồi. Chiều hôm nay ra đánh được khoảng 2 tiếng thì giờ được khoảng 4 con thôi, xin phép là tôi không mở đấy nhé. Hay là ngó đây tí phát xem nào. 4 con to lắm, chúng ta tầm trên có con to nhất chắc khoảng cân 3, con nhỏ nhất thì khoảng cân gì đó. Thì đang lang thang đi chơi mình hôm nay solo luôn. Hôm nay đi câu mấy con cá sộp về cho con trai nhà làm cái món rất là ngon. Tôi thực sự cái món này ngon lắm. Nọ tôi ăn mà tôi ăn được rất là nhiều mà khen ngon. Xương nó không có, ăn cơm cũng hợp, ăn nhậu uống bia cũng hợp lắm. Thôi hôm nay mình đi câu tí nhá, kiếm ít cá về nhà đã. Thì hôm nay chơi có một mình thôi. Quánh thì hôm nay trời nó đang ấm ấm ấy. Cá nó ra các cái rễ khá nhiều nhưng mà đánh tương đối là khó. Anh em nhìn những cái địa hình kiểu này thì cá nó cũng thường là nó đứng cũng khó ấy. Tìm những con mồi đánh chống vướng chỗ tốt một chút. Và thứ hai là đánh sốc một chút, cần cứng một chút để bẩy nó ra khỏi khỏi bụi. Đấy, đoạn này thì nãy trượt mất một con, chỗ này nó mắc cành tre lộn ngửa phát thế là mất luôn. Thôi bây giờ tôi câu đi đã. Bây giờ 5 giờ rồi, chắc chơi được khoảng tiếng nữa thôi, là 6 giờ tối tối rồi. Quánh nghe mùa này thì nước nó cao cho nên là chơi nó cũng khó hơn mùa cạn. Đấy, cá nhảy mầm ấy. Chơi khó hơn mùa cạn nhiều. Mùa cạn thì cá nó dồn vào chứ cái mùa này là cá nó tản mát đi. Rộng lắm, câu khó. Thế bảo có những trận móm liên tục luôn đấy. Nhưng có trận thì cá ăn rất là mạnh. Cái vấn đề về thời tiết thì nó thật ra là nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề anh em mình đi câu ấy. Chứ bảo câu hay câu dở thì nhiều khi mình đi câu mình cứ thú nhận là may mắn thôi. Và kinh nghiệm hơn một chút thì chơi nó hay hơn thôi chứ còn. Mình cứ đổ là may mắn đi. Chưa được cá thì cũng là do chưa may mắn. Được cá thì may mắn nhiều hơn thế thôi. Quan trọng nhất là đây bây giờ tôi đang ngồi đây câu mình, anh em tôi thấy tôi vừa câu vừa nói chuyện với anh em.
cảm giác nó rất là thư giãn. Mình không áp lực về con cá to hay con cá nhỏ, cứ tự tác chơi thôi. Móm thì mình nói là móm, có cá đây thì mình nói là có cá. không thú nhận là không giấu là ở đánh câu nó bị móm đấy. Móm là chuyện bình thường. Mút kinh thật con này. Rơi phát mút luôn. Bụi này vướng quá. Úi dồi ôi. Này. To đấy, con này to phết. Nó mút vào trong, mình sợ nó chạy mất. Này nó cắm ở đây này. Mày. Mất rồi. Hôm nay cá ăn mạnh thật anh em ạ. Con này con thứ 5 rồi. Con này khá lắm. To. Phê, nó cắn ngay chỗ này này. Đây, đoạn này. Đấy, tôi ném vào cái cạnh như này, giữa màn hình đấy, chỗ cái chai trắng trắng ấy. Hơi nhấp phát, nó cắn bóc một phát. Cho nó nhóng thoải mái luôn, cái mùa này là nó bắt đầu nó đói ấy. Sau cái mùa tép dầu rồi nó đói lắm, bọn này nó phang ghê lắm. Cắn không nhả luôn. Ok, thế là có 5 con. Chúng ta còn hơn 1 tiếng cố gắng bắt khá nha anh em nha. Hôm nay phê quá. Ơi già, ơi già. Con thứ 6. Con này chạy hay quá. Con thứ 6 của chiều hôm nay toàn con 9 cân. Phê quá. Ôi giời ơi, hôm nay sao phê thế. Con này cũng khá lắm, lúc giật lên nó nhảy và phát lên. Tưởng bé hóa ra to phê. Mở ra xong có cho anh em coi xem nào. Toàn cá khá luôn hôm nay. Đầy hết thùng rồi. Ui chú mày. Bình tĩnh nào. Ướt hết quần tao rồi này. Bắn lung tung beng. Ơ con này. Ơi tụt rồi. Chết rồi. Tụt ra khỏi mồm rồi. Con thứ 6 đây anh em. Đây hết thùng rồi, hết chỗ để rồi. Quách luôn. Bây giờ là 6 giờ 10 phút rồi anh em ạ. Lên kiểm tra cá nhá. Vừa nãy được thêm cá đấy. Đổ ra xem nào. Xong là cho ra cái giỏ thì mai cho thẳng nước. Nó khỏe. Ui giời. Mai ta lại câu tiếp sáng mai nữa. Chiều nay quách luôn. Ui giời nặng thế. Lên đổ ra xem nào. Này oách thật đấy, cá nó ăn mạnh. Đổ ra cho anh xem này, hơi choáng luôn đấy. Một cá chiều từ 2 giờ đến 6 giờ. À, 2 rưỡi. Đã vào không? Ôi trời ơi, này. Bọn này. Ui, toàn khủng. Toàn hàng khủng luôn. 7 con toàn khủng. 7 con. Ôi phê quá, hôm nay cầu.
Sướng thật. Đỉnh luôn. Ui. Hôm trước hai thằng vào cũng móng. Mới buổi chiều hôm nay thôi, sáng mai câu tiếp này phê đấy. Sáng mai hy vọng sáng mai còn ghê hôm nay nữa. Chiều nay trượt 3-4 con. Nhưng quan trọng là cá lấy được là toàn cá to cả. Con to nhỉ? Con to luôn. À, nghỉ để ăn cơm đã. Cơm này. Nạc đủ tương. Cả lạc cả đủ tương à. Nạc với đậu tương. Cái này mới là cái ngon này. Có cho em bắt cơm. À, cả nhà mình thân mến, bây giờ là 6 giờ kém 10 rồi. Nói chung là mùa này nó cũng sáng tương đối là muộn đấy. Mọi bình thường thì cứ khoảng 5 giờ là đi được rồi, nhưng mùa này muộn nên là tôi quyết định là đi đủ đường, đủ ánh sáng để mình nhìn rõ những cái đường câu rồi bắt đầu mình biết câu. Thì bắt đầu giờ mới xuất phát đây. Thì lát nữa thì nhìn cá như nào thì chúng ta sẽ cập nhật sau nha anh em nhá. Bây giờ cứ từ từ đã. À, những cái hốc kiểu này. Giờ qua anh em ạ, sáng nay chưa câu được con nào, trời vừa mới ra tí đã mưa sầm xì thế này. Phải đợi nắng nắng lên nó mới đẹp, cá nó mới cắn, chứ còn mưa này khó lắm. Vất vả luôn nha anh em ơi, mưa to quá. Báo cáo với anh em là vừa mới mưa xong phát bắt được một con khá khá rồi, cân đây. À, phê luôn. Giờ lại đang mưa này, to phê đó. Giờ làm thế nào nhỉ, lại mưa rồi. Kiếm được con cá về ăn vất vả quá anh em ơi, mưa lại sơ mưa, cứ nãy giờ mưa liên tục mà. Cá trong kia được 2 con rồi. Thật ra này được 3 con, nhưng mà con thứ nhất được cho vào. Con thứ hai cho vào thì con thứ nhất nhảy ra mất. Thế mới tức chứ. Thôi bắt được con thứ ba, giờ tổng cộng là trong này có 2 con rồi. Mưa quá. Anh em chơi đừng có lo là mồi to nó cá nhỏ nó không cắn, nó cắn hết anh em ạ. Bé mà cái mắt mũi mà nó táp chuẩn lắm chứ không phải là bình thường đâu, nên cứ yên tâm. Mồi to thì mình lợi thế là mình ném chính xác. Đó. Bé tẹo ra tèo, thả đi đã. Trời hôm nay nó buồn cười quá anh em ạ. Vất vả quá, sáng thì mưa gió xong rồi giờ nắng chang chang luôn. Cá thì một túi, hai túi và một thùng sáng nay nữa đây. Bỏ lên xem là tí nữa. Đổ tật tật ra xem nào. Ui, mệt quá. Đây đổ cá xem nào anh em. Đây là 7 con của ngày hôm, chiều hôm qua. Cái con sáng nay đây, sáng nay bị bục quả bực quá, cho một con vào thì một con nó nhảy ra mất. Thôi nhưng mà quan trọng là đây. Ui, được thêm 4 con nữa. Con này con được sáng nay được một con to nhất đấy. Đây con to đùng kìa. Đây đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng 11 con, nhưng mà sáng nay được cái con này là con to nhất đây. Con to nhất là con này chắc khoảng cân 4, cân rưỡi gì đấy thôi. Ôi nói chung là hôm nay giang tha hồ làm món ngon rồi. Ui trời ơi. Đây anh em, chơi con mồi này. Hôm nay đánh con mồi này buổi thứ hai. Khủng bố luôn. 11 con to quạc quạc đây. Con này hôm nay thương tích đầy người rồi. Bong cả cái đoạn đầu dài của anh ác quá. Body bắt đầu sứt sẹo hết rồi. Thế nhưng mà quánh phê, hôm nay câu phê lắm. Con này là con vịt bầu, gọi là con vịt bầu.